Hello anh em, theo như lời hứa thì hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một cái clip để so sánh sự tương đồng của hai mẫu áo đấu của đội tuyển Thái Lan năm 2017 và cái mẫu áo đấu của đội tuyển Việt Nam năm 2021. Tại sao hôm nay mình làm clip này thì để mình sẽ thấy là cái công nghệ áo đấu nó đã đi xa đến mức nào, đến mức là cách đây 4 năm thì người ta đã có một cái công nghệ nó tương đồng. Tuy nhiên thì rất là đáng ghi nhận thì Raceball Việt Nam đã đem đến cho chúng ta một cái mẫu áo với cái công nghệ mà đã gần theo đuổi được kịp với cái công nghệ trên thế giới. Trên đây là những hình ảnh mà mình đã thấy được. Khi mình để hai cái áo gần nhau thì sẽ thấy cái sự tương đồng về ngôn ngữ thiết kế hoặc là một số cái chi tiết nó gương giống nhau về chất liệu, ví dụ như là cái cờ quốc gia của đội tuyển Việt Nam và cờ của đội tuyển Thái thì gần như là y chang nhau, chỉ khác nhau về cái biểu tượng thôi. Trên vai áo của đội tuyển Việt Nam thì dùng chất liệu là decal in trên cầu vai, còn đội tuyển Thái thì họ đã có luôn cả cái công nghệ thoát khí. Bên trong cổ áo thì mọi người đều thấy là bữa giờ là có cái biểu trưng rất là đặc biệt của đội tuyển gia Việt Nam là cái ngôi sao vàng năm cánh. Ở bên đội tuyển Thái thì cái năm 2017 thì họ sử dụng một cái chiến dịch quảng bá cho cái chiến dịch SEA Games năm đó là biểu tượng là cái cánh buồm, sử dụng cho toàn bộ các đội tuyển quốc gia luôn chứ không riêng gì bộ đội tuyển bóng đá nam quốc gia hay nữ ha. Về công nghệ vải thì có thể thấy là cái năm 2017 cái công nghệ vải Philagen thì đã có rồi từ năm đó rồi. Tuy nhiên cái năm 2021 này thì mình đã thấy là cái vải mình đã được nâng cấp lên một chút xíu. Có thể là nói công nghệ 2.0, cái loại nó mềm hơn và nó có mỏng hơn cái năm đó nhiều. Bạn hãy cầm trên tay thì bạn mới phân biệt được, còn nhìn thì nó gần như y chang nhau. Thêm một cái phần nữa là ví dụ như là mình nhìn về cái tay áo đi, tay áo thì bên cái năm đó thì Thái thì người ta sử dụng cái thun để bo tay, còn mình thì chỉ là thun may viền vào gấu tay thôi. Xét tổng thể song song trên bề mặt hai áo á, thì form và viền áo thì cái họ thì sử dụng cái cổ bên trong có thun lót luôn. Mình thì cổ tim, một cái loại cổ nó cũng khá là truyền thống ha. Thì bên Thái thì người ta có kiểu là nó hơi hiện đại hơn một chút, nhưng mà cách đây năm 2017. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu tiếp tục cái phần thứ hai là so sánh hai mẫu áo đấu sân khách. Khá là gần gũi nhau khi mà chúng ta sẽ thấy là hai cái màu đều là màu trắng. Tuy nhiên nếu mà nhìn kỹ một chút xíu thì mình đã thấy cái áo của Thái màu trắng của họ thì có vẻ nhìn hơi trắng xanh. Còn màu trắng của mình thì hơi trắng ngà ngà một chút xíu. Mình đang ở dưới quê nên không khí có vẻ như rất là natural nha các bạn. Ok. Cổ áo thì gần như là họ sử dụng cổ bẻ, mình cũng sử dụng cổ bẻ. Tuy nhiên có một cái chi tiết khác biệt á là cái cổ của họ có phần thun. Còn bên hông, phần hông áo á, thì họ nhấn một cái phần thoát khí bên hông áo thì rất là ngắn. Còn mình thì kéo dài từ nách áo cho tới xuống chân của cái áo tổng thể luôn. Về phần đối đầu áo á, thì ở đây mình để hai cái áo nó gần nhau một chút xíu để mấy bạn có thể thấy được. Ok, mình xích vào một chút xíu. Ok. Rồi, thì nếu mà công bằng một chút xíu thì mình có thể nói là cái áo của bên đội tuyển Thái người ta có thể là cái điểm có thể là cao hơn mình một chút xíu. Tại vì cái màu sắc và cái cách mà họ phân bố màu thì nó không có nhiều như mình. Mình thì khá là nhiều màu, nhất là cái màu vàng thì có vẻ như nó khó mà ăn nhập được với cái áo của mình. Nếu mà cái nhà cung cấp mà họ tinh ý một chút xíu chuyển cái này thành màu trắng cũng được. Nhưng mà cái phần đó là phần lưới áo thì cũng khá là đẹp. Chứ mà nếu mà để màu vàng ở đây thì có vẻ như nó hơi bị nhiều màu, nó nhìn cái áo mình nó hơi gọi là cải lương một chút xíu á. Về cái phần vải, nếu mà nhìn kỹ cái màu màu trắng của Thái nhìn có vẻ sang của màu trắng của mình. Cái này không biết là lý do tại sao là cái màu của mình nó hơi ngà ngà. Để gần nhau thì mình có thể thấy luôn cái chi tiết mà trên vai họ có lỗ thoát khí. Mình thì đổi lại là một cái chi tiết mà giống như là ép nhiệt. Cờ thì gần như công nghệ tương đương nhau, tuy nhiên cái cờ của Việt Nam mình nó hơi nhỏ hơn so với cái cờ Thái. Nó thiếu mất cái viền. Nếu mà nhà sản xuất mà họ thêm một cái border ở ngoài thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ nhìn nó trang trọng hơn. Thay vì cắt cụp luôn, thấy nhìn nó giống như nó bị ngắn ngắn cục cục cái gì á. Ok. Biểu tượng ở trên cổ áo, biểu trưng trên cổ áo thì cũng gần như tương đương có giống nhau ha.
nếu mà để ý một chút xíu á, cái cổ của đội tuyển Thái nó hơi nhỏ chút xíu cái cổ của mình. Rồi, đây là những cái phần hình ảnh cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn, những cái chi tiết mà so sánh về hai cái mẫu áo này. Ở đây là mình muốn cho mấy bạn thấy với những cái công nghệ áo đấu mới như bây giờ thì sẽ giúp cho những cầu thủ của chúng ta có thể hoạt động tốt hơn, cái cường độ thi đấu sẽ tốt hơn, họ sẽ không bị những cái vấn đề ngoài chuyên môn, ví dụ như là mồ hôi hay là những cái làm ảnh hưởng tới cái nhịp độ thi đấu. Thì ở đây rất là cảm ơn nhà tài trợ Rain Sport đã mang tới cái công nghệ áo này cho đội tuyển quốc gia của mình, và hy vọng là trong cái năm 2021 này thì kết quả thi đấu của đội tuyển quốc gia mình sẽ tốt hơn và sẽ có gặt hái được nhiều những thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.